Rồi từ buổi chia xa gió hà cơm canh chim kia chiêu là hẹn bạn nói cần ngày gió nạn dây tơ hồng qua mùa nổi ân tình chia chứ dư danh dở chi nào diễn khóc bạch u lan dạ thưa chứ dạ dòng dẹt mái phương nào. Tôi đã yêu ông từ phương trời to lạng, hỏi giận nghìn ai sao giận hỏi cương nào. Chị chồng Phai Lan hả? Chị chồng Phai Lan đây hả? Chồng Phai Lan, chồng cái rau Phai Lan á. Dạ. Nay mốt mình tìm nhiều loại, mình đạt nhiều loại lá rau gao rồi đọt rồi đó, rồi mình để dành giống rồi mình đâu cái cọng rau lan đâu chị chỉ với em ơi, cái cọng đó nè. Cọng chị, nó đưa cành á, mốt em mua Phai Lan em chỉ qua cho chị bán nha. Thôi để dành ăn. Dạ. Làm đi đếm nó để dành ăn. Vậy sao đếm đọt tính tược mình để là dành nè, mình ăn không bán hả chị? Không. Thì cho có chỗ cũ nào cho ai em mà không? Ngu mà làm nhiều mà để bán đâu. Sao kỳ vậy? Không. Làm ra là loại nào có để dành đồ ăn loại đó đi. Loại nào ăn loại nấy thôi. Bây giờ có loại nào không cho em bớt vài củ được không? Chưa có biết nó có củ hay không nữa. Vậy sao? Này chồng cái này bao lâu mới có củ chị? Có mấy tháng chứ gì? Mấy tháng có rồi ha. Ừ, 3 tháng chứ gì, chừng đó chứ gì. 3 tháng rồi, 3 tháng là mấy ngày chị? Mà không biết củ là ba lớn là tại vì mình không có rồng đợt là đọt á. Chị đọt cành á. 3 tháng là mấy ngày chị? 3 tháng hả? Là 3 tháng là 90 ngày. Hay quá. Ủa chị, ở sao em thấy có ghẻ đâu mà một cọng gì đó chị ngắt như vậy rồi sao nó sống được? Sống chứ, nó có nước mà. Sao? Rồi ăn thu tính nữa, chồng rồi cái là nhà, cái kỹ thuật tính á, làm nó cũng vậy, kỹ thuật tính nó ra đợt đồ ráp đồ rỡ đồ nè, đồ ấy nữa, nó ra giống như ra nhà nghề đó. Coi chị Thanh chị chồng nè mọi người, nè cái lá như vậy nè, đó chị Thanh cũng ghim vô ghim xuống nữa, sao mà sống được? Nè em sao không có ghẻ nó sống không nổi á chị? Cũng ăn thôi mà chồng đi, hỏi kệ ăn thua cái kỹ thuật của chị Thanh nữa. Kỹ thuật rau ăn củ quả để đền đáp rồi nấu nghề ngành mướn rồi đó, nhiều khi người ta có cái nhiều cái kỹ thuật người ta biết cái kỹ thuật. Đúng rồi. Tìm tòi từ kỹ thuật. Cái kỹ thuật của chị Thanh là như vậy. Ừ mà kỹ thuật làm kỹ thuật nào mà cũng có kỹ thuật tệ hệ như thế nào cũng có ăn được chứ. Dễ ẹt. Này nè. Ừ. Này dễ ẹt cái gì, làm dễ ẹt cái gì? Vậy chưa từng thấy chơi, như thế nào chơi vậy? Gì nữa dễ chưa nào, dễ bằng luôn đó chơi gì nữa. Ừ. Có ai đâu mà ra ngày nào dễ mà không có ăn. Kỹ thuật tệ cái nào cũng có ăn hết trơn, mà ít hay nhiều thôi phải không? Trời ơi rồi ngán luôn, kỹ thuật ngán luôn, ai đồng ăn nổi kỳ vậy chị. Không biết làm sao không vậy đó, sao vậy đó chứ ai biết. Giống như chị chồng vậy mà một ba tháng mình được mấy củ. Có khi nào mà người nào thiếu nợ người nào mà ta mới hỏi được ra là kỹ thuật người ta biết được nói. Dạ. Với kỹ thuật mình chị chồng 3 tháng như vậy ra chị ăn được mấy củ không biết nữa, chồng con nghe lý nói là nào giờ chưa biết được là chồng sự thật là cái nào ta nói những cái thế hệ nào vậy đó. Nhưng mà một ba tháng chị nhắm chị có củ nào chị ăn không hay là không có củ nào luôn? Không biết nữa, là có người nào đó người ta muốn nghi vấn thì người ta độ tuổi chừng nào có củ người ta nghi vấn. Rồi bây giờ ở đây có cái nào có củ chưa chị? Chắc là có mà ít ít rồi làm biến quá, rồi làm biến đào cũng làm biến quá. Làm nào cũng ngán, vào nào cũng không ăn. Ừ. Rồi không ăn biết sao ấy. Hay, rồi củ mì thì bây giờ có củ chưa chị? Cái củ mì này nè. Chưa. Dạ hả? Chưa đâu. Cỡ nào nó có cái chắc là giờ nó có cái ghế ăn mọc nữa. Ừ, cái ghế rồi. Chắc là có lẽ là vậy mà không biết người ta kêu là sao à. Ừ. Ăn làm á,
ăn làm mà tiêu thụ con người á, rồi con người đó, người nó lên con người ví dụ vậy mà dạ. mà ta ví dụ không biết sao biết sao vậy hay là sao không biết gì đó. Giờ chị trồng mì có ăn được củ nào chứ chị? Trồng mì hả? Ừ. Trời ơi, hồi xưa má tôi đào trồng clip này nè, nói trồng ra trồng trời ơi mà không có thấy được sao không kể. Ừ. Ừ. Thấy giờ chứ giờ mà có ai nói nghề đó là nghề nào má kể hay gì thì mình biết được là giống như là tỏ nghề vậy đó. Dạ. Nghề tỏ nghề. Dạ. Tỏ không tỏ rồi vậy đó. Mấy nay chị có gội đầu không? Gội hởm rồi, đâu có mặn gì nữa đâu mà dơ cho nhiều đâu mà gội chi nhiều. Ừ, gội nhiều tốn cho bông quá hả chị? Ừ, nhiều khi người ta nó nói nổi là nghề nào nói bệnh nấy rồi nói không nổi thì không biết là nghề nào là nghề làm sao á. Ừ. Nói tới nó luôn cũng mất công. Mệt thế bà. Mệt thế bà. Xích qua bên kia mình trồng mấy bên kia thêm đi chị, mình trồng qua bên kia luôn. Tính là vậy đó. Xích mình trồng dài dài quá vậy đó. Ừ. Thôi mắc đi cầu quá trời. Đau. Trời. Có khi nào cầu nào mấy nào ta kêu cầu để tiễn nên nào tiễn không ta? Ngày nào tiễn ngày nào á? Vậy vậy chị. Chị cầm rau rồi sáng sớm rồi mình qua rồi, mình kêu rồi gãy đọt mì rồi. rồi ai làm gãy rồi? Ai làm gãy rồi? Ai? Con Thanh. Nguyễn Thị Thanh á. Nguyễn Thị Thanh làm hả? Rồi biết nào đâu có nữa, đừng kiếm giống cho nhiều. Trời ơi, tự nhiên gãy đọt mì tiêu rồi. Rồi con Thanh làm nào vậy chị? Con Thanh làm chỗ này nè, Nguyễn Thị Thanh nè. Trời ơi là trời, gần sao tính đây. Trời kỳ quá vậy trời. Tính hoài cũng không ra nữa. Tính hoài gần cũng sao không tính ra đây. Trời ơi, bao lâu biết bao lâu mới có nữa trời. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, gần sao đây trời. Trời ơi, gãy tim cái đọt rồi. Vậy nó có nào nó chết luôn không chị? Hả? Vậy nó có chết luôn không? Không mà uống quá rồi trời ơi là trời. Đồ gì gắn lại thử coi được không hả? Gắn lại coi nó dính lên vô được không? Gắn hả? Ừ. Rồi làm sao? Thôi bây giờ mình lấy cái đọt đó mình trồng tiếp đi chị, nếu đọt mình ghim mình trồng tiếp đi. Đọt nào? Cái đọt gãy nãy đó chắc là vậy chứ gì. Ừ. Trời ơi, chị Thanh chỉ làm gãy vậy tiêu mà tính nói nữa mà đau cầm. Đọt gãy rồi, chị lấy chị ghim lại rồi. Trời ơi. Này tốt quá mọi người ơi, nè, chị Thanh chị trồng mấy rau lan này tốt quá trời tốt nè. Nghe không anh em, thấy không? Ui xả nè mọi người, xả chị Thanh trồng rất là nhiều luôn, ghim rất là nhiều luôn. Cái này xả này là không phải ai cũng trồng được đâu nha. Không phải ai cũng trồng được đâu, phải có kỹ thuật dữ lắm ấy, đúng không chị Thanh? Kỹ thuật cái dữ lắm chứ, giống như chị Thanh này, chị Thanh mới trồng được chứ bình thường người ta không có kỹ thuật là người ta đâu có trồng được. Có chừng gãy nhánh nữa nghe nè. Rồi nè, rồi gãy nữa rồi, trời ơi. Xịu à, nhưng mà nó còn non quá à, em sợ nó chết á. Không có chết. Ngồi lên ngồi xuống coi chừng gãy cái đọt mì nữa đó nghe. Trời ơi, mắc cười quá. Chị mà ăn giống mà ăn làm biến quá. Chị mấy cái cọng nào mà còn không phải cọng ca, cọng rau á, mình ngắt bỏ đi mấy cái cọng cỏ mà mình ngắt. Mà ăn nó giống mà ăn nào nó giống nằm ăn nào ăn sao đâu trời. Trời ơi, hổm ngày lâu rồi mà nó chưa có lên ra cái gãy nào hết trơn trời.
Kỳ vậy ta, kỹ thuật kia kỳ vậy chị. Ừ. Sao kỹ thuật này kỳ vậy, kỹ thuật này sao nó không lên, ngộ vậy? Ngộ thiệt chứ. Chắc mình đổi kỹ thuật đi chị. Mình ăn ngộ thiệt chứ, chưa biết làm ngày nào, ngày nào nữa chứ, chứ chừng chừng. Ừ, có trồng rau, tính cộng rau thôi mà không có chắc nữa, không sống nữa. Trời ơi là trời, đâu mà ăn nào giống mà ăn nào đâu, nói làm ăn đâu mà ăn nào. Này, cái này cần biết bao lâu rồi mà chưa sống này mọi người ơi. Cái cọng mía, bạn thấy bụi mía không? Trồng lâu lắm rồi, mình không lên nè, ngộ quá chị. Chắc nó chết luôn rồi. Sao vậy? Sao nó chết luôn ngộ vậy? Không biết nữa. Uổng quá trời uổng luôn. Uổng quá trời uổng trời. Giống như buồn phiền, ưu phiền nên làm chậm á. Ờ, ưu phiền nên làm chậm. Đúng rồi. Là sao không có nghề á. Ồ nè, sao chị trồng xả đó? Là xo hay là xích lít gít tiếp rồi đó. Là người ăn, người An nói nên nghề ăn á. Dạ. Rồi từ đâu mà có, rồi người ăn nào ra ăn nào á. Sao ra nổi. Trời ơi. Ăn làm mệt quá, nói không nổi. Nói ra không nổi được. Chị mấy cái nào mà cọng ra cọng cỏ nè, giống như cọng này cọng cỏ này, mình bứt bỏ đi cho nó sống tốt, cho nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn cái vô cái cây xả của mình. Có khi nào cái loại ra nào mà ta hội diện đồ tụ ông bà người ta trừng phạt cái loại ăn không? Đâu có. Ồ, chị Thanh nói không đúng rồi đó, cái này nó sai đó nha chị. Cái lòng to cô cọ bàn ăn trên đồi hỏi chuyện thế gian, ăn quả chín ngăn sầu dân tịch làng, lễ cô bầu nói cạn giọng ngành gia, quê hương tôi đau ná lên lời tâm sự bòn, chuyện âu tình thiền thoảng lỗi bồng to, hôm nay rồi nói nghĩa cao bằng, nghề ăn chẳng giỏi nghề ôm chẳng, vợ kinh nào họ vợ phân ra, trời mưa ba phong bùng bão tô, dễ ngăn nào phong nọ nhành da, từ buổi chia xa nhỏ ngã diễn bởi nơi ăn nào, bệnh tật gương tàn cho nghĩ đạo cơm bằng, nói quê hương lớn lên nói bơm đầm đòi nghĩa bồng, ăn nghĩa nhớ tày nghĩa đặng cơm đau, nhớ giây phút gái kêu ri rau rờ rơ ri rợp, chân bọn chi đòi nhớ cải chuyện đời xưa, ông lão ti tần nhưng nhọc nhằn nghĩa tình ca, tôi tên Thanh hỏi danh người bí ẩn, chuyện tình nào kể giỏi người con, ca chi nhận trôi chi nhạc, tôi tên biểu tôi hỏi tôi đường bu bi tiểu, xin tặng ông lão ca bài tình ca dư ăn cái nôi, còn của ai tên nghĩa hạt đạo kim tùng, tôi bốn cây đèn hội ca lan tình đời, đòi đợi ai coi cương ca giá ngàn nghìn xăng như giá biệt loại kim, nghe không than dưỡng duyên tình, rồi từ buổi chia xa gió hạ cơm canh chim kia, chiêu là hẹn bạn nói cần ai xó nạn dây tơ hồng, qua mùa nổi ân tình chia chứ dự danh, vợ chi nào diễn khóc bạch u lan, quê hương tôi nói lên đã tà lời dưới di dòng già, ngồi ngọt cánh nào gọi gà chữ ân tình lan, dạ thưa chứ dạ dòng dẹt mãi phương nào, tôi đã yêu ông từ phương trời to lạng, hỏi giận nghìn ai sao giận hỏi cương nào,
cơm có canh chi mừng nhanh giá danh, nghề tương tàn nói nói nghề thương nhau, và hoàng xanh nói đã quanh nhìn đời, hoa tương tàn nói nói nhờ nhìn ra. Trời ơi, công nhận chị Thanh hát hay dữ luôn đó chị Thanh ơi. Hát mà cảm động quá, rớt nước mắt hết trơn nè. Cừ bối chia xa gió hà cô biến hả hỏi, kể chuyện nhau nghe ông lão giá kim bòi. Nơi sáng ghi gà công ông lão kỹ ca trời, ông thân bạn láng tên bằng cứ kha cương gọi, ông nghĩa kim nào yếu được nghĩa cần ai. Dạ thưa ông bội kim tên lời ca danh vọng, dạ tôi kế nhìn con tôi ra cất kiện ông rồi. Trời ơi bởi thật xiên, bởi thật xiên ra danh bần chi hồng, ông giả danh nàng là đã cánh thương tâm. Quê hương tôi nói lên tội, quê hương tâm sự, có cõi thương nào nói cõi thương nhau. Trời ơi bởi xa chân mai đào tàu tiên giận, kể chuyện tình an ăn cắp bội ngọc quy vàng. Quê hương mọi người nhớ một, lấy cái gõ mẹ coi con. Hỏi rằng nơi một ngõ án, quê hương ngõ ai chẳng biết, nó không nói nói thành lời, là danh là tiếng yêu đời, nơi nào nơi kể nơi hời hỡi ai. Ăn nào nói được nghĩa ăn, dành nào nói được nghĩa anh nghĩa tình. Quê hương nói người nói mặt, như là mặt mặt giặt nhau. Quê hương nói ai chẳng biết, nói không nói nó hành người. Một chiều có dừng chân nơi viện lạ, kể chuyện tình ông lão đạo tạo nghề, nghe chân gió chữ. Trời ơi bữa chưa xa như chiến trường, con nghe con ma mà nợ xa nhau, kể nợ chữ ân nghiền. Viện tư nhân kiểu tệ tướng tiêu bằng, qua ban bằng lăng bội bàn đời, qua kể nọn nho nhỏ nghe nhau rằng, kể chuyện hằng ta. Quê hương thôi nó lên lời tâm sự, cấm sự nào kể cõi cảm sự nghe. Ông lão là ai đà đài tương giai ngồi nhỏ, quê tôi tầng nàng kể chuyện tình đáp bến nghe. Tình yêu duyên nợ xây dành, muôn bán mua dành hỏi kệ ai nghe. Từ bối ca dao ăn tường kể tôi nghe, tiền màu xanh tân dòng sông mừng tôi. Tự chuyện yêu đương như tình em gái tự, rồi năm tháng ca dao con sông nhớ. Lấy cái gỗ khác con, cái gỗ khác, lại lên, cái gỗ khác nữa. Sông nhớ bên dòng, lòng nước xanh trong soi ánh trăng ngầm. Quê hương nói lên đôi lời tâm sự, kẻ kiện cách du hành tể tướng tầng tao. Quê hương tôi nhớ lên yêu tâm nào cơm bạc, anh nhớ trái vàng kể chuyện hao nghe. Từ bối xa nhau ta tường kể anh nghe, chuyện màu xanh tân dòng sông dần tối.
tệ, chuyện yêu nhau như tình em nhói nhó, rồi năm tháng xa nhau như con sông nhỏ bên dòng. Nhờ nước trời chẳng nhanh quê bác bạc bên lòng, ăn tay miền Nam nở đầu nguyên hương tương, ăn giả xanh nào bàn bạc nói tình yêu. Thân trang thường thượng, thần thượng tiếng kể nhau nghe, tiếng thân anh tôi là tên danh gia dòng mà. Tôi tiếng nàng kể chuyện tình thương đau, từ nay hỏi tiếng ăn ngay duyên tình tư lộn đoan nào đi ra. Về đâu biết hỏi về đâu hỏi hỏi do nào giờ hỏi sao. Quê hương là người có nhờ, lỡ chăng lỡ khóc lỡ cười, quê hương hỏi sao hiểu nói, đã công đề kích ân tình. Chị Thanh chị hát hay dễ sợ thiệt chứ. Có làng môi quen mi ngóng theo đường vắng khoe kề tiền nhau tình nghi, có nàng tên cô tiên vòng beo đường vắng quyên tội tình ai người yên. Chuyện tình cờ nay yên hơi thiền xa bến rừng, nỗi nào nói lên nỗi nào, tình nào vào yêu công quân vẫn đợi chờ. Đường nào bao yêu, nói nào nào hiểu nổi, xa xanh nào rồi ơi. Mà tình yêu nói từ đâu, nghe nói bao giờ. Chẳng bước tiên đời, nghe chán linh sự nào đời nay nhìn nhớ. Hỏi hàng đi nghe, ai nói chuyện kể kể nghe thoát thẹt bên lời. Tình yêu như hương hoa nở ngày đêm, sắc tỏa hương diệu hiền. Sắc tỏa hương diệu hiền. Loại hoa, loại hợp, loại nâng, loại nào, loại chi gan nghe nhớ cơm đào, loại tàu, loại tiệc, loại ga. Quê hương là chùm đi học, hỏi người, hỏi nghe nhau nghe, hỏi sao, hỏi nhớ, nhớ nhau tìm về. Nhớ nhau ý bấm ta tìm về. Một hôm mai tìm ai lên đường, ai hiểu phố phường nằm trao nhìn dương, đôi xa cách nơi ngàn phương. Hồi đó em nhỏ tí xíu nào nín thân, họ kêu cay nín dần ra bao anh dần. Do ai nọ ai nghe tơ tác nói nhân dây, nơi nơi thương thầm nói mắt mà nên to, y tay
dặn dò, ao kề nhau rằng, ao kề nhau rằng, dành dài dành cho ai, ai kêu to ngờ đón nói nhau nghe tờ đài. Từ buổi tiếng ngao đi nghe đò ghe thương ngộ hằng, về về bên sông như nhắc nhớ chuyện tình. Niềm yên chuyện tình nghĩ chuyện thế gian, mưa mắt mặt mang tật hào y phong. Từ buổi ca nhau anh tường tội tôi nghe tiếng màu ăn nơi dần sân lời hẹn ước. Kể chuyện nghe yêu như lời em gái nhỏ, mà năm tháng ca vào câu mối ca mong chờ. Lời tháng năm kêu đó đã tà nghiêng cười, mưa ba ba bèn len bó nghiêng vàng non kè. Cô giả bộ cô cần đàm ước nơi ta, quê hương to đứng lên bao ôm dầm lửa lộn, nắng nặng ly tình nói nghĩa ao cơm. Chuyện tình mình gian dở họ gì đâu, ăn khổ canh sầu như dây bạc đầu gan nghe. Quê hương tôi ca lớn lên bài ta tâm sự, con nít nào nói dữ nói nghe. Dạ tôi tên tôi ở nhà tôi, quê làng tôi, ta là ngành đạo dạo. Nhưng mà quê nào là quê nào cứ nhạc lời ca giọng ca cho rồi. Ca ai, ca nào, ca có khi nào, gọi là ca khi nào, được gọi ai là gọi, được gọi như thế nào, tại sao, dành thiếp. Một hôm em đến tìm tôi để từ giã tôi lên đường, nói lại phố phường dầm đôi mừng thương, nay xa cách nói ngàn phương. Nói đời chiến 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 trình nơi niên xa, nói mấy vùng ca là quá quê hương tôi ca, nhớ chiều nhớ nhau muôn đời. Lần ta sẽ dài lâu như hoa trắng tôi tay màu. Đã hơn một lần tôi dần hỏi tôi bước vào yêu tội mày. Rồi hỏi từng giây gieo qua đời gian trái, hỏi tình ai trái ngang được nói nên cung đàn. Một hôm tôi nói tìm tôi để từ giã nghe lên đường, nói lại cô tường chuyện đôi dần thương, nào xa cách ngắm dân dương, nói nào a nhỏ bé tí mà nên thơ, khi sao nâng cơ nỡ rồi nhau nói nhau rồi.